Cảnh sát Kenya ngày 23 tháng 11 đã chặn được một vụ cướp ngân hàng ở thành phố Kisumu ở phía tây đất nước. Tuy nhiên, đã xảy ra giao tranh súng đạn giữa cảnh sát và những tên cướp kéo dài hàng giờ đồng hồ. Hình ảnh quay được cho thấy cảnh sát nhảy qua cửa sổ vào ngân hàng nhưng đã bị những tên cướp đuổi bật ra. Trong khi đó, đám đông hiếu kỳ tụ tập bên ngoài theo dõi. Nhiều người tình nghi bị cảnh sát tạm giữ. Hơn 20 người bị giữ làm con tin trong ngân hàng đã được đưa về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Cảnh sát cũng sẽ xem xét các camera an ninh để điều tra vụ việc. Sẽ có một nhóm đa nhiệm kiểm tra toàn bộ các camera an ninh để xác định những người vào trong ngân hàng từ 9 giờ sáng trước thời điểm xảy ra vụ cướp. Chúng tôi sẽ huy động cơ quan cảnh sát và tình báo quốc gia phối hợp với an ninh ngân hàng để xem toàn bộ băng từ thời điểm 9 giờ tới khi vụ việc xảy ra và sẽ tìm được thủ phạm trước khi trời tối. Chúng tôi đã tìm được một chiếc áo sơ mi và chúng tôi nghi chủ nhân của chiếc áo có thể nằm trong số những người cảnh sát đang tạm giữ. Nếu tìm ra người này thì sẽ có thêm manh mối. Một số nguồn tin cho biết có ít nhất 4 tên cướp đã giả dạng khách hàng vào trong ngân hàng trước khi xảy ra vụ việc. Một nhân chứng cho biết sau khi vào trong sảnh, chúng đã ném bình đựng hơi cay xuống sàn khiến mọi người chạy nháo nhào.